Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, ô tô nguyên chiếc được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 4 năm 2021 đạt 14.886 chiếc, tăng 12,3% so với tháng trước, giá trị nhập khẩu đạt 310 triệu USD. Trong đó, ô tô nhập từ thị trường Thái Lan đạt 6.427 chiếc, từ Indonesia với 4.927 chiếc và từ Trung Quốc với 2.685 chiếc. Số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. Cơ quan hải quan cho biết tính đến hết tháng 4 năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 50.161 chiếc, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 33.366 chiếc, tăng 36,9%, ô tô vận tải đạt 11.998 chiếc, tăng 82,4%. Xét về thị trường ô tô nhập về Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc chiếm ưu thế lớn nhất. Với tổng cộng 46.238 xe, riêng ba thị trường chủ lực này chiếm đến 92,2% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước. Số liệu thống kê cho thấy Thái Lan tiếp tục dẫn đầu với 25.732 xe, kim ngạch 474,8 triệu USD. Tiếp đến là Indonesia đạt 13.873 xe, kim ngạch 172,8 triệu USD. Lượng xe Trung Quốc nhập về Việt Nam bằng khoảng một nửa lượng xe xuất khẩu của Indonesia, chỉ với 6.633 xe, nhưng đạt kim ngạch cao thứ hai, đạt 247 triệu USD. Lượng ô tô nhập khẩu từ ba quốc gia kể trên đều tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm, nhưng tăng mạnh nhất là thị trường Trung Quốc khi tăng tới 480% so với cùng kỳ 2020, cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 1.143 xe. Thời gian gần đây, ô tô Trung Quốc xuất hiện tại thị trường Việt Nam ngày càng nhiều, như các dòng xe của hãng Brin Eon, BIC, Do Tai. Một số mẫu xe nổi bật như Beijing X7, BIC X55, MGZS, thu hút được sự quan tâm của người dùng Việt Nam. Những mẫu ô tô Trung Quốc hiện đang được ưu chuộng tại Việt Nam nhờ thiết kế đẹp mắt, trang bị công nghệ khủng cùng mức giá khá rẻ.